là một anh chàng rất đẹp trai và chắc chắn là Hồ Bích Trâm là sẽ rất là mê. Wow, Hồ Bích Trâm là sẽ rất là mê. Ai vậy, ai vậy, ai xuất hiện vậy? Trời ơi, trời đẹp, trời đẹp. Trời ơi. Ủa, chỗ ai xuất hiện vậy? Được rồi, lên đây tôi giới thiệu để cho anh nghỉ đi đã. Wow, không biết từ lúc nào bảo mẫu Hồ Bích Trâm lại có được kỹ năng như nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp vậy ta. Liên Minh Phát. Liên Minh Phát. Tôi không ngờ chị yêu quý đàn con của tôi và Liên Minh Phát lội từ đất liền mà chèo thuyền qua đây, vượt ngàn trùng khơi để ra đây thăm mấy đứa con của tôi, hay là thăm bảo mẫu nữ của tôi. Anh nói thiệt đi, anh thăm ai? Ở đây có mọi người ở đây ha. Dạ. Anh Tú, anh Thức Trâm với lại các bạn. Thật ra là cái concept mà Phát xuất hiện nó rất là mạnh mẽ. Bơi từ biển vào như một vị thần. Bơi từ biển vào như một vị thần. Wow. Đứng trên biển lặng, đứng cầm cây sào. À, cây sào. Nhưng mà hôm nay biển động quá. Đi thuyền thúng mà không lại. Bơi được mới 3 mét nè. Sóng đất ập luôn cái thúng. Cho vô đây luôn. Cho vô đây luôn. Cho vô đây luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Và bây giờ là đến phần thi của đội khách mời Liêm Bình Phát. Khởi động luôn luôn là đội trưởng tràn đầy năng lượng. Chúng ta xem Hồ Bích Trâm. Wow, rất nhanh, rất nguy hiểm. Mặc dù rất nhanh, nhưng dường như đội trưởng Liêm Bình Phát không thể vượt qua hàng tấn công của đối phương, để đã bị đánh đổ rất nhiều nước. Lùi ra. Ném nhiều vào. Trâm lùi ra phía sau. Tuấn Kiệt đã bị đổ mâm rồi. Cái hệ quả này lại đến từ sự ăn gian vị trí ném pháo của cô Trâm thì phải. Em có cảm thấy anh hả? Tôi không biết. Hồ Bích Trâm lùi ra phía đằng sau, em không được đứng lên trên cái thuyền. Lùi xuống. Chúng ta là con. Rồi chạy 1, 2, 3 chạy. Vì có sự che chở của đội trưởng Liêm Bình Phát, nhưng thủ môn Hán Sang vẫn không thể nào đem về được nhiều nước hơn cho đội mình. Hàng tấn công của bảo mẫu Bích Trâm đúng là mạnh ghê luôn. Đâu. Lùi ra. Người trên gian chắc chắn là thua rồi. Chạy. Sẽ về trừ điểm đấy, Sẽ về trừ điểm. Giọt. Nhanh. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và bây giờ là sau 3 phút của trò chơi mang nước về nguồn, thì chúng ta sẽ cùng xem là đội của Liên Bình Phát là được bao nhiêu. Nào Thanh Thức, nào đo nào. Tôi chỉ đo đến cái phần này thôi. Rồi. Là không tính cát đúng không? 10,1 cm. Và sau 3 phút thì đội của Liên Bình Phát có kết quả là 10,1 cm. Cảm nghĩ của con người đội họ là chơi khá là xấu, và người chơi xấu nhất bên đấy là bạn Sang ạ. Con cảm thấy rất là quý chú Phát là bởi vì chú rất là hòa đồng, vui vẻ và luôn luôn lăn xả để có thể mang một chiến thắng cho đội ạ. Với rất nhiều các con mắt của trọng tài và bản thân là những đồng đối thủ của đội Liên Bình Phát, thì chúng ta đã nhận thấy rằng bạn Sang đã dùng nguyên một quả bóng to bự như thế này cắn ra để đổ nước vào trong, ai cũng nhìn thấy đúng không? Đâu. Lùi ra. Chúng tôi quyết định xử đội Liên Bình Phát thua cuộc. Thua cuộc. Tất nhiên rồi, đội thua cuộc thì sẽ phải nhận một hình phạt. Và hình phạt ngày hôm nay sẽ là hình phạt penalty. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt đầu tiên của penalty. Bắt đầu. Tôi sẽ gắp vào Liên Bình Phát. Nào, ném đi. Ném đi, không quan trọng. Rồi. Nào, mỗi người một chặng. Ném đi, từ từ. Hết lượt đầu tiên rồi, À, rồi, ném đi nó đi. Rồi, rồi. Đến lượt thứ hai. Rồi, tiếp tục Tú. Nào. Rồi. Rồi, quá nhiều rồi.
không được. Hình như cô Trầm vẫn còn giận khi bị An Sang nói là mình ăn gian thì phải.